Quý vị và các bạn thân mến, so với khoảng thời gian trước đây thì các bà, các mẹ thường quan niệm là nhà đông con, đông cháu thì mới vui. Bởi vậy mà dù cuộc sống kinh tế lúc ấy giờ còn rất nhiều khó khăn, nhưng hầu hết mỗi gia đình đều có từ 4 năm cho đến 6 người con trở lên. Người xưa vẫn thường nói chữa đẻ cửa mã, ý chỉ những nguy hiểm trong mỗi lần sinh nở của người phụ nữ. Tuy nhiên thì các bà, các mẹ xưa kia thực sự là những người mẹ rất vĩ đại. Bởi lẽ việc sinh nở với các mẹ dường như rất là nhẹ nhàng. Mặc dù thiếu thốn trăm bề, nhưng dưới bàn tay chăm sóc của các mẹ, những đứa con vẫn khôn lớn, trưởng thành. Nhưng thực tế để được như vậy, người phụ nữ xưa kia thường xuyên trong cảnh đầu tắt, mặt tối, đứa lớn chưa kịp khôn thì đã phải chăm em, thiếu thốn về cả vật chất. Và chính những đứa trẻ cũng bị thiếu hụt đi sự quan tâm của người cha, người mẹ khi phải san sẻ bớt đi tình yêu thương và sự chăm sóc quá sớm đối với em của mình. Và bước sang thời hiện đại thì những quan niệm về việc sinh con cũng đã khác xưa rất là nhiều. Theo đó thì thay vì sinh nhiều con, mỗi gia đình thường chỉ sinh hai bé thôi để đảm bảo được một cái cuộc sống tốt nhất cho bé từ vật chất cho đến đời sống tinh thần. Và thay vì sẵn sàng sinh nhiều con như các bà, các mẹ trước đây thì phụ nữ thời hiện đại thực tế lại có xu hướng lười sinh và thậm chí là sợ việc sinh nở. Vậy nguyên nhân là vì sao? Chúng tôi xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi đoạn phóng sự ngay sau đây. 34 tuổi, không còn quá trẻ và con gái đầu lòng cũng đã lên 4, nhưng người mẹ này vẫn chưa có ý định sinh em bé thứ hai. Một phần vì công việc quá bận rộn, phần nữa vì những vất vả trong lần mang thai đầu tiên đến nay vẫn khiến chị thấy sợ hãi và lo lắng. Ở thời điểm hiện tại, bản thân chị nghĩ con gái đã đủ là sợi dây kết nối tình cảm gia đình. Bên cạnh đó, chị muốn có thời gian chăm sóc nhiều hơn cho bản thân, sống vui hơn, khỏe hơn, thay vì lại một lần nữa chật vật với bỉm sữa. Bé nào ngoan thì không sao, còn em bé mà kiểu những lúc em bé ốm đau ấy, rồi em bé sốt ấy, rồi thức cả đêm xong rồi mấy hôm liền, hoặc là cứ hơi khó chịu vì mình cũng chưa có kinh nghiệm làm mẹ lần đầu ấy, em bé có vấn đề gì mình cũng rất là sợ. Một phần thì cũng nói chung là cũng phải là ngại đấy, tại vì là mãi thì mới kiểu sức khỏe được ổn định lại, rồi là cơ thể cũng về dáng lại nữa, cộng với là cũng đang rất là vui với cả cuộc sống hiện tại bây giờ, kiểu có ba, có mẹ, có ông, có bà, mọi thứ nói chung là cũng đang rất là happy, nên là thời điểm này là cũng chưa có ý định gì cả. Sinh con thì phải có nếp có tẻ, thế nhưng sau hai lần hạ sinh hai cô con gái, chị Huyền Trang vẫn chưa nghĩ tới việc mang thai một lần nữa, bởi mỗi lần sinh nở là một lần sức khỏe của chị giảm sút nghiêm trọng, cơ thể tính cách thay đổi hoàn toàn. Đến nay, sau những lần mang thai vất vả, chị mong muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho con, cả về vật chất và tinh thần. Lúc mình mang thai hai bạn này thì mình nghén lắm, nghén kinh khủng luôn ấy, nghén 4 tháng đầu, nghén mức phải nằm viện ấy. Nên là những cái lúc đấy thì cảm thấy rất là sợ. Phụ nữ mình đi đẻ nhiều thì cũng rất là hại, mình sức khỏe của mình cũng không được tốt lắm. Mà mỗi lần chửa đẻ rồi nghén ngẩm như thế là sợ lắm. Thế là sợ lắm. Mấy cả trong cái quá trình mình nuôi con, rồi thật ra để nuôi một bé lớn đến khi trưởng thành nó cũng không phải là điều đơn giản mà. Thế nên nó cũng rất là nhiều vấn đề. Nên nói chung là mình cũng không tính đến việc đẻ thêm. Mang thai, sinh nở, rồi nuôi con khôn lớn trưởng thành là quãng thời gian dài, vô cùng vất vả. So với thế hệ trước, người phụ nữ hiện đại biết sống cho bản thân nhiều hơn và có trách nhiệm với mỗi quyết định của mình, trong đó có việc sinh con. Với họ, hôn nhân không phải chỉ hướng đến mục đích duy nhất là duy trì nòi giống, mà còn là sự tận hưởng hạnh phúc, đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé. Con dâu tôi nó cũng không muốn sinh cháu nữa, là bởi vì là thứ nhất là các con cứ ngại là không biết con sinh cháu ra rồi cái xã hội bây giờ là từ cái ăn uống, từ cái sinh hoạt nó cũng đòi hỏi cao ấy, thì là sợ là con không vượt được. Cháu nó cũng sợ là bây giờ nó sinh em bé nữa thì lại mổ một lần nữa thì không biết là có được đảm bảo hay không. Tôi nghĩ là chắc là tôi sẽ không sinh thêm. Muốn để chăm sóc cho các bạn ấy có sự phát triển tốt hơn, toàn diện hơn và có nhiều sự yêu thương hơn. Nhiều gia đình hiện đại cho rằng cha mẹ có hạnh phúc thoải mái thì con cái mới có cuộc sống sung vầy. Vì vậy, họ chỉ định sinh một con để cả nhà có nhiều thời gian yêu thương chăm sóc nhau. Đây cũng là xu hướng chung của không ít người trẻ.
Và chúng ta thấy rõ ràng rằng là với cái quá trình mà mang thai và sinh nở của một người phụ nữ thì nó rất là vất vả. Giống như là MC Khánh Phương đã nói rằng là cửa chữa là cửa mã. Khi mà ai đã trải qua được cái giai đoạn đó rồi, chúng ta mới thấm thía được những cái công lao mà sinh thành và dưỡng dục của bố mẹ của chúng ta như thế nào. Từ cái việc là sinh ra chúng ta có được một cái thân hình lành lặn, cho đến việc là nuôi con, bú mớm, chăm sóc cho con từng miếng ăn, từng cái giấc ngủ, cho đến khi mà con đi học là phải trưởng dưỡng cho con cái hạt giống tâm hồn nó như thế nào để con trưởng thành một cách toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần. Cái câu chuyện đó nó rất là vất vả, và với những ai mà đã được gọi là được giáo dục trong một cái đời sống gia đình có cái nền tảng vững chắc, quan trọng với những cái giá trị gia đình được đặt lên cao á, thì có lẽ rằng là họ cũng sẽ có cái sự kiên nhẫn hơn trong cái việc chăm sóc con và nuôi dạy con. Nhưng với những ai mà họ lớn lên trong cái môi trường mà nó khuyến khích cái sự phát triển của cái tôi cá nhân rất là lớn, sự khẳng định cái vị trí cá nhân, và chúng ta hay nói với nhau rằng là bây giờ rất là nhiều các cái chương trình kỹ năng mềm giáo dục cho trẻ, nó kêu gọi rằng là trẻ em cũng như là các bạn trẻ phải tự tin lên, hãy khẳng định bản thân đi, nhưng mà quên mất rằng là các bạn muốn tự tin được hay không á, thì nó còn rất là nhiều những cái yếu tố khác. Có nghĩa rằng là bản thân các bạn phải hiểu về các bạn trước đi đã. Là các bạn có những cái điểm gì tốt, điểm gì xấu, và cái điểm xấu là chúng ta cần phải biết khắc phục, chứ không phải là chúng ta cứ kêu gọi, kêu gào rằng là chúng ta tự tin, chúng ta hãy nói lên tiếng nói của mình, mà quên mất rằng là đôi khi mình nói câu chữ nó còn không được gãy gọn, xong rồi mình nói mà mình không biết đến cảm xúc của người nghe, mình nói mà mình không biết rằng là nó có phù hợp với cái hoàn cảnh, với cái điều kiện và với cái con người ở trong cái bối cảnh đó hay không. Thì nó có rất là nhiều cái yếu tố khác nhau, và chính vì như vậy mình đang nói ở đây nó là một cái mặt bằng chung của cái sự phát triển về mặt tâm sinh lý của con người hiện đại ngày nay, và đặc biệt là các bạn trẻ. Và chính vì vậy thì các bà mẹ trẻ bây giờ cũng không được chuẩn bị hành trang đầy đủ cho cái công cuộc làm vợ và làm mẹ đâu. Vâng, và bởi vì những cái lý do mà chị Hoàng Anh vừa chia sẻ mà chúng ta có thể thấy được, có rất là nhiều những cái lý do từ khách quan cũng có, rồi chủ quan từ bản thân mình cũng có, như cái việc mà mình phải đòi cái quyền bình đẳng nhiều ở nam và nữ, mình lao ra xã hội nhiều hơn. Và khi mà một người phụ nữ, em để ý, họ đã có một cái vị trí trong xã hội rồi thì họ rất là ngại cái chuyện mà sinh con đẻ cái. Không nói đâu xa cả, những cái người bạn mà cùng làm nghề dựng với em thì có một cái số trường hợp em thấy là rất là ngại cái việc mà phải sinh con thêm lần nữa. Bởi vì khi mà sinh con thì sẽ có người khác thế vào cái vị trí, đúng rồi, thế vào cái vị trí đó. Vì vậy họ rất là ngại cái công việc của mình sẽ bị gián đoạn, và không biết là sau khi mà mình đi làm trở lại thì có còn được như lúc trước hay không. Vâng, anh có suy nghĩ vậy không? Có chứ, hoàn toàn luôn. Bởi vì em cảm giác như cái chuyên mục này là dành cho mình vậy. Thực sự như vậy luôn. Đó chỉ là cái công việc, cái nghề MC của mình là cái nghề nó tự do và dễ dàng có người thế chân được. Nhưng mà với một số người họ đang ở vị trí quá cao thì không phải là họ lo sợ có một người khác thế chân đâu, mà họ lo sợ ảnh hưởng đến công việc của mình. Tại vì như chị Hoàng chia sẻ đó, vào cái giai đoạn cuối mang thai và đặc biệt trong cái giai đoạn chăm con và nuôi dưỡng thì mình phải dường như là phải có trách nhiệm với đứa con của mình. Mình không thể nào mình đẻ ra xong mình vứt đó, mình giao cho người giúp việc. Và trong quá trình chăm con cũng đã ảnh hưởng ít nhiều đến quá trình thăng tiến trong công việc của mình rồi. Và cuộc sống bây giờ thì Tây hóa, thì bên phương Tây thì họ biết đó, họ sẽ ưu tiên cái công việc của họ hàng đầu. Và một số người Vân Anh cũng thấy rằng họ đặt cái quan niệm là một khi họ ổn định được công việc, họ đặt sự nghiệp lên hàng đầu, sau đó mới tính đến chuyện sinh con. Đấy, cho thấy là cái việc sinh con đã đặt sâu rất là nhiều so với những cái mối quan hệ xã hội và công việc, sự nghiệp của họ. Đúng là như vậy, mỗi người cũng sẽ có một cái lý của mình cho cái việc rằng là mình đưa ra quyết định rằng sinh con ở thời điểm nào, và mình sẽ sắp xếp công việc riêng của mình như thế nào. Tuy nhiên thì các câu chuyện, kể cả có những người chúng ta thấy rằng là họ cũng đã có những cái kế hoạch khá là rõ ràng, tỉ mỉ, từ cái việc là sự nghiệp của họ cho đến cái việc rằng là họ quen một người đàn ông nào đó, kết hôn ở độ tuổi nào đó, có con đúng trong cái lứa tuổi đó. Nhưng mà cái sự chuẩn bị về mặt tinh thần đó nó cũng chỉ là một cái bước đầu, một cái bước rất là ngắn thôi. Còn cái quá trình mà chúng ta mang thai, chúng ta thay đổi rất là nhiều những cái tâm sinh lý trong cơ thể của người phụ nữ, và sau đó là khi mà chúng ta sinh ra, chúng ta cứ nghĩ rằng là sinh ra thì sẽ có nhà nội nhà ngoại đỡ đần, sẽ có người chồng đầu ấp tay gối mình, họ sẽ đỡ đần, họ sẽ đỡ đần cho mình trong cái việc chăm con. Ủa, con là con chung mà, chứ có phải con gì con của mình đâu. Cho nên cái việc mà mình không cho con
con bú thì chồng cũng có thể tự pha sữa tự cho con bú được vậy. Chồng đi tắm cho con đi, rồi chồng cho con ăn đi, bây giờ vợ đi công việc rồi bận rộn rồi, nhưng mà chúng ta quên mất rằng á, bởi vì bản thân Hoàng Anh cũng đã từng trải qua những cái trải nghiệm dạ, cái trải nghiệm mà Hoàng Anh nghĩ rằng là mình cũng là một cái người phụ nữ điển hình của cái tầng lớp mà người bạn trẻ ngày nay, của cái giới trẻ ngày nay là cái thứ nhất, và cũng là điển hình của cái công việc mà câu chuyện mà các bạn nói rằng là mình làm MC loại. Mình đang ở trong một cái giai đoạn khá là trong một cái giai đoạn mà mình nghĩ rằng là nó đang rất là huy hoàng, khi mà ngày nào mình cũng có show để mình chạy, mình cũng được rất là nhiều các cái đơn vị agency người ta ưu ái cho rất là nhiều các công việc, và khi mà mình quyết định mình dừng, mình cưới chồng, mình sinh em bé thì tất cả mọi thứ là coi như là nó về không hết, nó trở về con số không hết. Và mình nghĩ rằng thôi không sao đâu, mình sinh con xong thì khoảng tầm vài tháng là mình có thể quay trở lại guồng quay công việc được rồi, nhưng mà không hẳn là như vậy. Mặc dù mình vẫn quay trở lại nhưng mình vẫn cảm thấy sau lưng mình nó có một cái điều gì đó nó rất là hụt hẫng, nó rất là trống rỗng, mà mình không hiểu được nó là cái gì. Dạ, mình không hiểu đó là cái gì. Mình nghĩ thôi không sao đâu, mình cứ làm việc đi, mình vẫn cứ chạy theo cái đà công việc của mình, mà mình quên mất rằng là có một em bé ở phía đằng sau, nó cần hơi ấm của mẹ, nó cần mỗi đêm là mẹ ru nó vào trong giấc ngủ, mỗi buổi sáng dậy vệ sinh cho con. Thực ra cái chuyện đó mình cứ nghĩ rằng chồng mình làm được, ông bà nội có thể giúp mình làm được, nhưng mà không phải đâu. Cái tình cảm của người mẹ với người con nó rất là thiêng liêng, nó rất là quan trọng. Và bên cạnh đó nha, có thể thấy rằng là em bé mà được gần mẹ nhiều hơn á, cái tính tình của nó cũng sẽ khác hơn. Dạ, nó khác lắm. Nó đầm, và nó cũng sẽ là người có tình cảm hơn rất là nhiều. Nó sẽ sống sống biết tình cảm, quan tâm tới tình cảm của những người xung quanh hơn rất là nhiều, bởi vì mẹ thường quan tâm tới nó thì nó cũng sẽ bắt chước mẹ. Bởi vậy cho nên là sau này khi mà gần đây Hoài Anh đọc được những cái cuốn sách mà nói rằng là con cái chính là bản sao của người mẹ, thì mình mới còn hư tại mẹ là cũng đúng rồi sao, chính xác như vậy đó Vân Anh. Khi Hoài Anh quay lại cái câu nói của ông bà mình rằng là tại sao ông bà mình ngày xưa cứ phải nói con rằng hư là tại mình, con hư là tại mẹ mà cháu hư là tại bà, thì mình mới ngẫm nghĩ ủa con có phải con của mình mẹ đâu, con cũng của ba mà mình thấy nhiều lúc bố nó còn chiều nó hơn cả mình nữa, thì tại sao lại cứ đổ lên cho mình. Nhưng mà không, người đàn ông á, dù họ có thương con như thế nào đi chăng nữa thì họ không thể nào đủ sức kiên nhẫn để mà họ ở bên cạnh, họ uống nắng con từng ly từng tí từng chút, từng miếng ăn từng giấc ngủ. Và đôi khi trong cái câu hát ru của mình cũng là bài học cho con, cũng là cái lời dạy cho con. Nhưng cái đó đàn ông họ không làm được đâu, họ không đủ kiên nhẫn đâu. Họ chỉ chăm sóc nửa buổi thôi là họ muốn khùng người lên luôn rồi, là họ stress lắm rồi. Cho nên rằng cái câu chuyện là chúng ta cứ đẩy cái trách nhiệm cho cái những người ở xung quanh mình trong cái việc là sẽ cùng mình, đồng hành với mình trong cái việc chăm sóc con cái, thì có lẽ rằng đó sẽ là một cái thiệt thòi rất lớn cho, không phải chỉ cho em bé đâu, mà cho cả mẹ nữa. Bởi vì đó sẽ là một cái khoảng thời gian rất quý giá mà chúng ta có được trong cái cuộc đời làm mẹ. Khi mà cái khoảng thời gian đó con còn rất là bé, rất là ấu thơ, con sẽ gần gũi mẹ nhất. Chứ khi mà con nó lớn lên, nó chỉ cần lên lớp 1 thôi là coi như nó quên mẹ luôn. Bởi vì lúc đó nó sẽ có những cái mối quan hệ khác ngoài xã hội. Đó là một cái sự phát triển tâm sinh lý hết sức bình thường của con người. Cũng giống như chúng ta trước đây thôi. Chúng ta đến một cái ngưỡng cửa, chúng ta cũng phải rời xa vòng tay cha mẹ. Bây giờ bảo bố mẹ mà ôm mình đó, có nhiều người còn cảm thấy ngại, còn cảm thấy ngượng nữa. Không có cái sự gần gũi. Hoặc là ba mẹ mà hôn lên má của mình, hôn mình thôi là thôi cái gì vậy, kỳ quá rồi. Có nhiều người còn nổi da gà nữa. Nó là một cái sự xa cách rất là lớn. Mà khi chúng ta đã hụt hẫng, chúng ta trống rỗng trong cái trái tim mình về cái tình cảm gia đình, thì sau này chúng ta sẽ không bao giờ chúng ta nuôi dưỡng được cái tình cảm đó với con cái và những thế hệ tiếp theo của chúng ta. Cũng bởi vì sinh một đứa con đã khó rồi mà nuôi dưỡng trong cái quá trình đó, người mẹ phải luôn là một cái người rất là sát sao với con. Như chị Hoa Anh đã chia sẻ, chúng ta sát sao từng ly từng tí một trong việc cho con ăn, rồi nuôi con lớn, rồi giáo dục hình thành cái nhân cách trong người của đứa con của mình. Đương nhiên là bố và ông bà cũng có trách nhiệm, nhưng mà giống như chị Hoa Anh cũng đã chia sẻ rồi, cái người mà gần con nhiều nhất thì đại đa số vẫn là người mẹ. Và bởi chính vì cái thời gian mà chúng ta phải hy sinh, gọi là hy sinh thì cũng đúng, mà gọi là chúng ta đúng đầu tư thời gian, phải hy sinh đó. Nếu như em xác định rằng là em lập gia đình và em có con rồi là em phải xác định luôn là ít nhất là 5 năm
gọi là ít nhất là 5 năm á, chứ không phải là chỉ là 2-3 năm đâu. Bởi vì chị cũng đã từng nghĩ rằng là mình chỉ cần 2-3 năm thôi là mình đã quay trở lại bình thường rồi, nhưng mà không phải. Bây giờ vẫn chưa quay lại được. Đúng rồi, 2-3 năm nhưng mà con mình nhìn lại mình thấy thương lắm. Cái lứa tuổi đó nó vẫn còn rất là bé bỏng và nó vẫn rất là cần cái sự chăm chút từng ly từng tí của mẹ. Cho nên là mặc dù bây giờ chúng ta vẫn sẽ rất là bận rộn với công việc, nhưng mà vẫn phải cố gắng đặt gia đình lên hàng đầu. Và em phải suy nghĩ rằng ít nhất là 5-6 năm đầu cho chị càng chia sẻ là bắt đầu em càng sợ, hoang mang lo lắng đúng không? Cái tâm trạng này của rất là nhiều các bạn trẻ bây giờ. Đấy cũng chính bởi vì sợ là sẽ dành quá nhiều thời gian cho con mình, rồi từ đó mà ảnh hưởng đến công việc, cái vị trí xã hội hiện tại của mình, mà rất là nhiều bạn trẻ ngày nay đã dẫn đến cái tâm lý là lười sinh. Thậm chí là các bạn còn tôn sùng những cái hình mẫu như là Khánh Phương biết có một cái cô diễn viên Hồng Kông cũng rất là nổi tiếng và đã ngấp nghé ở cái độ tuổi là 47-48 tuổi rồi, và cô này vẫn chưa có gia đình, cũng không có chồng, không có con, và tôn sùng cái việc là không có ai trung thành với mình ngoại trừ tiền. Và vì vậy mà các bạn đã coi đây là một cái hình mẫu lý tưởng và cố gắng làm sao mà có thể người phụ nữ trở nên độc lập hơn, mạnh mẽ, và quan trọng nhất là phải có nhiều tiền. Bởi vì các bạn quan niệm đàn ông có thể phản bội mình, nhưng mà tiền thì không bao giờ phản bội mình cả. Và đây Khánh Phương thấy là một cái quan niệm đúng thế mà thực sự là vậy. Đối với bản thân của Khánh Phương là một người đã có gia đình rồi, mình nhìn ở một cái góc độ rất là khác, và mình cho rằng đây là một cái quan niệm mà khá là chưa đúng ở nhiều bạn trẻ. Bởi vì sao? Phụ nữ mình sinh ra có những Khánh cái Phương đang nói em nghĩ chưa đúng đó. Thực sự nhưng mà em nghĩ là mỗi người một suy nghĩ, chứ sẽ thấy người ta không đúng được đúng không? Mình nghĩ Vân Anh nói là Khánh Phương phải hiểu rằng mỗi người một suy nghĩ. Không, thực sự thì để cho Khánh Phương chia sẻ hết cái suy nghĩ của mình. Bởi vì mình đứng từ cái góc độ là một người đã có gia đình và đã có chồng rồi, thì mình nghĩ là cái quan niệm này đứng từ phía góc nhìn của mình, chứ mình không phê phán là ai có suy nghĩ như thế này là không đúng hay là phải suy nghĩ giống như mình. Nhưng mà mình thấy là rất là nhiều những bạn trẻ ngày nay cứ đặt cái thước đo về cái sự thành công về vật chất mới là cái sự thành công của một người phụ nữ, nhưng mà các bạn lại quên nhìn ở một cái yếu tố là sinh lý. Tại sao những cái cơ quan trong cơ thể của người phụ nữ lại khác với người đàn ông? Tại sao chỉ có người phụ nữ mới có thể mang bầu sinh con mà người đàn ông thì không mang bầu sinh con? Đấy, cho nên vì vậy mà chúng ta mới thấy được là người phụ nữ phải làm rất là nhiều những cái vai trò vị trí trong xã hội, từ cái việc mà khẳng định vị trí của mình ở ngoài xã hội cho đến cái việc mà thiên chức của một người mẹ sinh con đẻ cái cũng là một trong những cái thiên chức, một cái trách nhiệm mà người phụ nữ phải đảm đương. Và Khánh Phương đứng ở góc độ của mình cho rằng một người phụ nữ thành công là một người phụ nữ có thể cân bằng tất cả những cái yếu tố, hoặc có thể là nếu như mà một người phụ nữ mà chỉ giỏi về yếu tố này mà không giỏi về yếu tố kia, thì Khánh Phương cũng thấy đó là một cái người phụ nữ có một cái cán cân nó hơi bị lệch hơn so với mặt bằng chung của đại đa số. Làm sao để cân bằng, quả thật là một cái câu chuyện rất là khó nha. Thầy cứ nói theo như kiểu quan điểm của Hoài Anh là tất cả là duyên nợ. Có duyên thì gặp nhau, có nợ thì thành vợ thành chồng. Và thực ra đôi khi con cái đến với mình nó cũng là cái chữ duyên chữ nợ, nó cũng thực ra nói cũng là nợ tức đó. Là theo cái quan điểm của Hoài Anh thôi nhé, là đôi khi mình hiểu là như vậy, nhưng tất nhiên là cái góc nhìn của mình và cái cách ứng xử của mình với những cái duyên đó nó như thế nào. Mà nếu như mà mình ứng xử khéo léo thì đôi khi những cái gọi là những cái duyên mà nó nghịch đó, có nghĩa rằng là người ta đối xử với mình nó không được thoải mái, cuộc sống gia đình nó không được ấm êm hạnh phúc, nó có rất là nhiều những bất đồng, những mâu thuẫn từ mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, anh em, rồi mẹ con cũng có, rồi mẹ chồng nàng dâu, tất cả mọi thứ nó đều nằm trong cái chữ duyên đó thôi. Đó là quan điểm của anh. Thì nếu như mà mình là một người hiểu được chữ duyên đó và mình biết thuận theo cái duyên đó, nhưng mà bên cạnh đó mình vẫn làm tốt hết, mình vẫn cố gắng hết sức trong cái khả năng của mình để mà mình hài hòa tất cả những cái chữ duyên đó lại với nhau, để mà mình vì một cái chung, mình vì một cái nếp nhà chung, mình vì một cái, một khi mà mình đã không lấy chồng thì thôi, không sao. Ở đây chúng ta không phải là phê phán, nhưng mà nếu như chúng ta đã xác định rằng là chúng ta ở vậy từ đây cho đến cuối đời luôn thì Hoài Anh không bàn tới. Nhưng một khi mà chúng ta đã yêu thương một người nào đó và chúng ta muốn thành gia lập thất với họ, thì chúng ta buộc phải có trách nhiệm với cái quyết định của mình, và buộc phải có trách nhiệm với cái tình yêu của mình. Cái tình yêu đó nó phải là không vụ lợi. Không vụ lợi ở đây là vì sao? Có nghĩa rằng là tôi yêu anh là bởi vì anh lo được cho tôi, hay là tôi yêu anh là bởi vì tôi thấy anh có thể làm bố con tôi được, anh có thể giúp tôi chia sẻ việc gia đình. Nhưng thực ra là thay vì chúng ta cứ chờ đợi việc yêu cầu từ người khác, thì chúng ta phải làm tốt việc của mình. Cho nên là phụ nữ cứ làm tốt việc của mình đi. Nếu như mà các bạn nghĩ rằng là tôi làm tốt công việc của mình và tôi không cần gia đình, thì các bạn cứ làm việc đấy đi, miễn các bạn sống thoải mái và mình không ảnh hưởng tới ai. Nhưng một khi mà chúng ta đã bước vào đời sống gia đình rồi, thì chúng ta phải làm tốt cái vai trò của một người vợ, của một người mẹ, của một người con.
nó là đúng, như vậy. Hợp lý, cái này Vân Anh rất là hiểu ý của chị Hoàng Anh đã chia sẻ, bởi vì mỗi người sẽ có một lựa chọn. Ví dụ trong cái độ tuổi hiện tại các bạn còn trẻ, các bạn chưa muốn sinh con, các bạn chưa muốn lập gia đình thì chúng ta không thể nào ép được, bởi vì chúng ta chưa sẵn sàng. Mà một khi đã không sẵn sàng mà ép chúng ta vào trong cuộc sống hôn nhân thì chắc chắn là sẽ có những xung đột xảy ra. Và đặc biệt là sinh con xong là sẽ có những cái thay đổi rất là lớn chính nữa. Xác. Rồi còn chưa nói là nhiều người họ tự họ lập cho mình những cái kế hoạch rất là dài trong tương lai, nào là từ cái việc học tập cho tới sự nghiệp của họ, họ phải đạt được những cái mốc như thế này. Nhưng chỉ vì cái việc là chúng ta sinh con thôi, chúng ta lấy chồng chúng ta sinh con, tất cả mọi kế hoạch nó bị khựng lại và nó kéo dài cái quá trình là chúng ta có thể hiện thực hóa được những ước mơ, những cái dự định của mình, và khiến cho họ rơi vào cái tình trạng bị trầm cảm, bị stress, bởi vì họ không hài lòng với cái cuộc sống hiện tại. Họ cảm thấy là tại sao mình lại bị dừng lại quá lâu như vậy, mình không đạt được những cái trong gì mà mình mong muốn. Trong khi những bạn bè của mình đã thăng tiến được, dạ, đúng không? Cứ nhìn qua xung quanh mà quên mất rằng là mình nhìn lại cái thiên thần bé nhỏ đến với mình đã rất là may mắn rồi. Vâng, và thưa quý vị, có thể thấy là cái tâm lý lười sinh con đang dần xuất hiện không với những cái bà mẹ trẻ mà còn ở trong những cái cặp vợ chồng trẻ nói chung. Có những cái lý do dẫn đến tâm lý này. Đầu tiên là sức ép về kinh tế khá lớn, dẫn đến việc quyết định sinh con cũng bị tạm hoãn. Đặc biệt là chi phí để chuẩn bị sinh và nuôi dạy trẻ ngày càng nhiều, từ tiền ăn uống, rồi đi học, y tế và những cái khoản phát sinh khác. Trong khi đó thì thu nhập đôi khi bất ổn hoặc là ít được tăng cấp theo thời gian. Xã hội hiện đại thì không thể dựa vào tư tưởng trời sinh voi sinh cỏ, phải có nền tảng thì chúng ta mới nghĩ đến chuyện sinh được nhiều con. Thứ hai là sự lúng túng trong cách nuôi dạy con còn nhiều vấn đề khi mà có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự cân nhắc sinh thêm, liệu có đủ khả năng để ứng xử và dạy con tốt hay không. Cùng với đó, trình độ học vấn, điều kiện sống được cải thiện, lối sống theo trào lưu và tâm lý thích hưởng thụ, thích dịch chuyển cũng có tác động nhất định đến mức sinh thấp. Tình trạng phá thai, tỷ lệ vô sinh nguyên phát, thứ phát có xu hướng gia tăng cũng là những yếu tố tác động khiến nhiều gia đình không thể sinh con. Một số khác lại lo lắng trước những mối nguy hiểm rình rập xung quanh con. Không ít phụ nữ nghĩ đến môi trường ô nhiễm, những tệ nạn xã hội, rồi lại chẳng dám sinh nhiều con làm gì. Một đứa là đủ rồi, hơn nữa một đứa sẽ có điều kiện lo cho con tốt hơn. Là mẹ luôn là một cái điều rất là tuyệt vời và thiêng liêng. Vì vậy mà mỗi người phụ nữ của chúng ta hãy chuẩn bị cho mình một cái tâm lý thật sự thoải mái nếu như chúng ta có quyết định rằng là sẽ sinh con. Bởi vì Hoàng Anh nghĩ rằng là với cái đời sống y học tiến bộ ngày nay thì chúng ta hoàn toàn có quyền có thể chủ động trong cái việc là mang thai cũng như là có việc sinh con của mình. Tất nhiên rằng là chúng tôi không có khuyến khích cái việc là chúng ta lựa chọn giới tính, bởi vì cái việc mà chúng ta phân biệt giới tính quá lớn nó cũng sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến cái tâm lý khi mà chúng ta chăm sóc của con mình sau này. Và chúng ta hãy sinh vừa đủ con trong cái khả năng kinh tế của mình để có thể nuôi và dạy con một cách tốt nhất quý vị nhé.